Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Hôm nay thì Xuân Mỹ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến Công ước Gò Công và những tin tức khác nha cả nhà. Và như thường lệ thì Xuân Mỹ sẽ cập nhật ngay lượt view, lượt xem trên kênh Hồ Văn Cường Official như thế nào ha mọi người. Hôm nay chủ nhật thì mọi người, những anh chị cô chú làm việc chắc chắn là có những cái bữa tụ họp với gia đình ha, tranh thủ đi thăm thú bạn bè, hưởng thụ cái ngày nghỉ hiếm hoi. Đây kênh Hồ Văn Cường Official hiện nay là 143.000 người đăng ký nè cả nhà. Và cái playlist mới nhất thì đã được 32.000 lượt xem. Giờ mình vào bài khúc hát ân tình, bài hát mà mọi người đang tập trung xem ha. Wow, được 794 rồi, gần 800.000 lượt rồi nè cả nhà. Nè, 794.000 như vậy là còn 206.000 nữa, 206.000 nữa thì đạt triệu view. Mà hôm nay là 18 rồi nha, 18, còn 2 tuần nữa thôi, 2 tuần nữa thì sẽ đến show diễn. Mọi người nhớ ủng hộ Cũ Gò Công nha, nghe nhạc. Quá nhiều sự lựa chọn với nhiều playlist. Nếu mà chúng ta muốn nghe một lần nhiều bài thì chúng ta chọn playlist. Còn chúng ta muốn nghe từng bài thì chúng ta chọn từng bài để tăng view cho từng bài của Cũ Gò Công ha. Mỗi một lần chúng ta nghe tăng cho Cũ Gò Công một view. Mà 1.000 người nghe tăng 1.000 view thì kênh của Cũ Gò Công sẽ được 1.000 lượt quảng cáo chẳng hạn. Mình nhớ là mình giữ quảng cáo, mình đừng bỏ quảng cáo ha. Thì có doanh thu premium, có doanh thu 1.000 lượt xem và doanh thu quảng cáo đó cả nhà, để tăng cái doanh thu cho kênh Hồ Văn Cường Official ha. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Đó là những cái thể hiện cái tình yêu thương thiết thực nhất cho Cũ Gò Công. Tin tức tiếp theo sẽ được cập nhật sang trang Đại học Hoa Sen. Với cái hôm qua, cái hình ảnh hôm qua của các bộ sưu tập thời trang mà Xuân Mỹ đã có đưa video đó cả nhà, thì show diễn thời trang của các bạn đã thành công. Đó là bài thi cuối kỳ của sinh viên ngành thiết kế thời trang trường Đại học Hoa Sen. Thay vì thi cuối kỳ là viết thôi cả nhà, viết những bài văn tự luận, thì đây là cái sản phẩm mà các bạn ấy thiết kế ra. Và các bạn ấy đã vận dụng những cái kỹ thuật mà mình được học để tạo nên những cái sản phẩm. Chúc mừng show thành của các bạn thành công. Và đây là những cái hình ảnh mà các bạn ấy trình diễn trên sàn Catwalk của kỳ thi cuối kỳ trường Đại học Hoa Sen ha cả nhà. Là hình ảnh hôm qua Xuân Mỹ nói đó cả nhà. Học làm nhà thiết kế thời trang với chuyên ngành thiết kế thời trang của trường Đại học Hoa Sen đào tạo. Bộ này cũng khá hay. Rồi đây là hình tập thể. Được thể hiện tài năng, được thỏa sức sáng tạo theo cái sở trường của mình. Thì đó là cái một trong những mà cái tiêu chí của trường Đại học Hoa Sen khi cho các bạn sinh viên lựa chọn ngành học của mình và tạo mọi điều kiện cho sinh viên thể hiện hết khả năng, tài năng của mình nha cả nhà. Và tiếp theo thì Xuân Mỹ xin vào trang Hồ Văn Cường Fanpage để cập nhật thông tin. Trên trang Hồ Văn Cường Fanpage, Út và Công đã cập nhật thông tin hay cả nhà. Đây trang Fanpage 5.700 rồi, hôm nay lên được thêm 1.000 nữa người nữa đăng ký rồi ha. Đó cả nhà. Rồi cả nhà, tổ chức, doanh nghiệp,
Muốn bút sô thì gửi mail contact.hovancuong@gmail.com ha. Là và hôm hôm qua thì cậu ấy đã cập nhật thông tin nè. Hẹn cả nhà tháng 7 ạ, nhanh tay chọn cho mình tấm vé cả nhà ơi. Ngày 1 tháng 7 thì live show tình con của bác Ba Ngọc Sơn tại trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định. Ngày 2 tháng 7 thì live show Mây Lang Thang nhà hát Đại Nam và có một cái poster riêng của cô Út nữa nè. Cả nhà thấy không? Nè, ngày 1 tháng 7 rồi ngày 2 tháng 7 ha. Như vậy là Cường đã cập nhật thông tin ha, và đây là tấm ảnh nè. Tấm ảnh poster riêng của cổ Gò Công ha mọi người. Đó. Rồi tấm ảnh này poster chung với anh Sơn cùng những người cũng cùng những nghệ sĩ khác. Đây là poster của Cường ở show 2 tháng 7. Đó, như vậy là trên trang fanpage là cập nhật rồi ha. Khi mà cho tới giờ thì nhận được hơn 400 bình luận và 1.300 lượt thích. Đó, 414 lượt bình luận. Cả nhà đã sẵn sàng chưa? Trên trang Hồ Văn Cường Fan Club thì các bạn ấy cũng mọi người cũng share về cái trang này. Một chị hôm nay cũng chào mừng tháng hôm nay là mùng 1 tháng 5, chia sẻ những thành tích đáng tự hào ngưỡng mộ của người tôi thương đến cả nhà, đó là cả một sự nỗ lực và cố gắng vượt bậc của idol trong những tháng ngày đầu tiên vào showbiz. Thương yêu không thể đong đếm, đó là nguồn động viên, động lực, là bước đệm để idol hướng tới tương lai đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Chúc mừng con ca sĩ Hồ Văn Cường ha. Ca sĩ Hồ Văn Cường thì lúc mà đi thi Việt Nam Idol Kids thì 13 tuổi thì được giải quán quân, rồi năm hai cuối năm 2016 thì được giải Mai Vàng. Trong cái hạng mục ca sĩ âm hưởng dân ca truyền thống cách mạng yêu thích, rồi được vinh danh nghệ sĩ của năm tại giải Mai Vàng 2016 và 2017, rồi đạt giải ca sĩ ấn tượng VTV Quốc của 2016. Rồi với những từ năm hai cuối năm 2000, mình tính từ cuối năm 2020 không cuối năm 2021 thì làm những cái show diễn nội bộ ở ngoài tập đoàn Xuân Thành mời ha cả nhà. Còn năm 2022 tới giờ là những show diễn riêng của Cường. Có show thì hát chung với anh Sơn, có show thì hát với những ca sĩ khác, nhưng mà trong đó em có một cái live show riêng của mình ngày 1 tháng 1 tại Mây Sài Gòn, là mini show riêng của em, khách mời là anh Sơn, rồi sau đó là live tour với Mây Sài Gòn. Đó là những cái chuỗi thành công và show nào thì cũng đa phần là show nào vé hết ha cả nhà. Fan thì rất tự hào cho cổ Gò Công với những cái thành tích. Chị Hương Chương thì cũng hôm nay thì cũng đăng cái những cái bộ sưu tập vé của Cường đi biểu diễn. Đây mình coi người cô phương xa ha. Chỉ sưu tầm vé. Cả nhà cơ bản là những cái bộ vest khoác lên mình những cái bộ vest lịch lãm thì nó cũng tôn lên dáng vẻ ha cả nhà, nó góp phần tôn lên dáng vẻ của cổ Gò Công, đồng thời nó cũng làm sang xịn cái sân khấu lên,
Rồi cũng nó cũng là một cái một phần góp cho những cái show diễn thành công, để lại ấn tượng, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, fan hâm mộ, đúng không cả nhà? Bây giờ thì Xuân Mỹ xin cập nhật vé của show May Hà Nội ha, ngay nhà hát Đại Nam, xem hôm nay, hôm qua thì còn 16 vé. Và đây, khách mời Thu Ba ha. À, 19:30 ngày 2 tháng 7, mọi người nhớ ha, gặp Đại Nam. Giờ mình coi vé coi sao. Vé thì có giảm được vé nào không? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Như vậy là từ chiều hôm qua tới giờ chưa có người đặt thêm hết cả nhà. Đó, hy vọng là sẽ có khán giả đặt thêm 16 vé, còn 16 vé ha. Hôm qua nay là còn 16 vé. Nhà xanh lục chuối thì sẵn sàng đu show rồi. Còn có 2 tuần nữa thôi, thấy vậy chứ nhanh lắm nha mọi người. Đó. Còn live show của anh Sơn đây. Trên cái poster của Cường cập nhật trên trang fanpage á thì có thêm nhà tài trợ nữa nha. Hôm cái live show, cái poster đầu thì có nhà tài trợ Kim Kim Cương là Liên Việt Boss Band, nhưng bây giờ có thêm một nhà tài trợ nữa là Nhân Tân Holding. Đây. Đó. Nhân Tân Holding. Nhà tài trợ Kim Cương đó nha cả nhà. Ngọc Sơn Production trân trọng giới thiệu chương trình. Rồi, có thêm một gương mặt nữa là anh Sơn Hạ nha. Đây nè. Tăng 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 tăng. Ở kế bên Kiều Lệ có thêm Sơn Hạ nữa ha. Xuất hiện thêm một ca sĩ nữa nha. Đó. Như vậy là thỏa lòng mong đợi của các bà các mẹ ha. Bộ ba, chắc là bộ ba Ngọc Sơn, Sơn Hạ, Hồ Văn Cường sẽ tái hiện lại những cái bài hát mà ở cái show Amazing Show năm 2022 ha cả nhà. Đó, có một sự thay đổi chút xíu, có thêm ca sĩ. Chuyến này thì MC Minh Hưng. Phạm lực sĩ Phạm Văn Mách sẽ hát ha cả nhà. Phạm Văn Mách hát nhạc trữ tình cũng rồi cả nhà ơi. Như vậy là trên poster mà Cường đăng trên trang fanpage là có thêm sự xuất hiện của anh Sơn Hạ ha. Rồi có thêm nhà tài trợ ha. Đây, Xuân Mỹ xin đọc xin đưa cho cả nhà cái số điện thoại nè. Số điện thoại hotline đặt vé ha. Rồi số là 0903 173 788, 0898 990 1712 là show diễn ở Quy Nhơn Bình Định ha. Có thêm sự xuất hiện của anh Sơn Hạ nữa. Khán giả nào muốn đặt vé thông qua FC sẵn sàng đi show thì các bạn Zalo với Xuân Mỹ là 0913 136 109. Xuân Mỹ sẽ kết nối với FC để mọi người đặt vé đi show ha. Rần 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 luôn mọi người ơi. Bây giờ thật sự mà nói là mọi người đã rần rần luôn rồi đó. Trên trang Hồ Văn Cường Fan Club mọi người cũng chia sẻ cái fanpage này, fanpage của Cường về nè. Đó, mọi người đã sẵn sàng chưa? Nè. Ở cả nhà. Có một fan cũng khoe chiếc xe điện màu xanh lục chuối nè cả nhà. Khi idol màu xanh lục chuối. Nói chung đã thích màu xanh lục chuối thì đi đâu làm gì cũng xanh lục chuối hết cả nhà. Rồi, đó là cập nhật thông tin mới về show diễn 1 tháng 7 và 2 tháng 7.
Xuân Mỹ xin chia sẻ như vậy. Dù thật sự mà nói thì fan của Cường bây giờ đừng có quan tâm những vấn đề gì khác, mà hãy quan tâm show diễn, hãy quan tâm đến cuộc sống của cổ Gò Công, và quan tâm từng chiếc show ha cả nhà. Bây giờ giống như bây giờ mình tập trung show diễn 1 tháng 7 và 2 tháng 7. 1 tháng 7 thì của anh Sơn thì Cường là khách mời. Còn 2 tháng 7 thì riêng của Cường. Giờ mình ngắm lại một số phần quà. Đây là của cô Helen nè. Show 1 tháng 7 nè. Ha. Rồi đây là 2 tháng 7, tức là mỗi show 300 đô ha. Rồi đây là của cô Thúy Hà, mỗi show 500 đô đó. Rồi đây team Hà Tĩnh 200 đô, chị Kim Khoa 3 chỉ, show 1 tháng 7 1 chỉ và show 2 tháng 7 2 chỉ cả nhà, 1 chỉ 2 chỉ. Chị Kim Khoa cũng theo con số ha. Show 1 tháng 7 là 1 chỉ, 2 tháng 7 là 2 chỉ ha cả nhà. Đó, còn cô Hương Nguyễn thì cũng đã gửi cho các bạn cho bạn Nguyên cập nhật rồi đó, là 10 triệu ha cả nhà. Đó là một số phần quà mình nhìn lại, cùng nhìn lại ngầu ha cả nhà. Khun là ngầu Hồ Văn Cường đó, tham gia cùng live show. Vậy là có thêm khách mời nữa là anh Sơn Hạ ha, trên poster. Bây giờ thì Xuân Mỹ chuyển sang tin xã hội. Một người phụ nữ bị giật dây chuyền được đăng trên, khi mà bị tên cướp giật dây chuyền thì người phụ nữ vẫn tỏ ra bình tĩnh và thậm chí nở nụ cười tươi. Mới đây mạng xã hội xôn xao đoạn clip về người phụ nữ bị giật dây chuyền vàng khi đang quét rác trước nhà, tuy nhiên phản ứng của nạn nhân lại khiến người khác bất ngờ. Cụ thể thì đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ cầm chổi quét rác ven đường thì bất ngờ một người đàn ông áp sát. Tên cướp nhanh tay giật sợi dây chuyền vàng trên cổ người phụ nữ và vội vã phóng đi. Đáng nói thì ngay khi vừa bị cướp, người phụ nữ không thay vì hoảng loạn thì người phụ nữ bình tĩnh, thậm chí còn còn cười tươi. Đoạn clip sau đó đăng tải được nhiều người bàn tán, nhưng mà trao đổi với báo Thanh Niên thì nạn nhân cho biết sau khi sự việc xảy ra thì đã đến công an trình báo và trị giá sợi dây chuyền này bà mua tới 26 triệu đồng lận. Nhưng mà bà nói là tiếp nhận vụ việc thì công an phường phường Tân Phong quận 7 đã lập hồ sơ trích xuất camera để làm rõ trình báo của người dân. Bà giải thích khi mà bị giật dây chuyền vẫn bình tĩnh và thậm chí còn nói với kẻ cướp là đó là vàng giả đó, nhưng mà người người đàn ông vẫn cầm chạy mất, và hiện thì công an đang truy xét. Cái nhà đây nè, hình ảnh được trích xuất từ camera là người đàn ông giơ tay. Cái nhà đợi Xuân Mỹ nha. Người đàn ông giơ tay giật sợi dây chuyền của người phụ nữ nè. Bây giờ đeo trang sức cũng nguy hiểm ha, các bà các bé đeo vàng cẩn thận ha. Một vụ việc xảy ra ở quận 7. Trước đây thì một vụ việc nữa là trước đây Xuân Mỹ có đưa một cái tin về vụ gây rối trật tự công cộng cố ý gây thương tích đó, thì khi mà phúc thẩm á, thì hội đồng xét xử phạt Trang Nemo 9 tháng tù. Thì sau khi mà kết thúc xét xử và nhận bản án thì Trang đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội nè.
sau khi tuyên án bị tuyên án thì Trang đã có một cái hình ảnh trên trang cá nhân, đồng thời bày tỏ tấm lòng với Quý Tử, tất cả là Min Min, Trịnh Khang Điền, mẹ sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ngoài ra cô cũng gửi lời cảm ơn những ai quan tâm đến câu chuyện cá nhân mình. Thì thật tiếc ha cả nhà, không phải bị 9 tháng tù là nhẹ, tức là một khi mà tòa tuyên án mà bản thân mình có bản án thì nhân thân của mình trong lý lịch tư pháp đó, lý lịch tư pháp thì bên công an và bên hộ tịch, người ta bên ngành tư pháp người ta theo dõi á, thì khi mà mình đi nước ngoài á thì sẽ có trích lý lịch tư pháp, mà lý lịch tư pháp của mình mà có phạm tội như vậy, không biết người ta ở các nước người ta không quan tâm là mình tội gì, nhưng mà khi có lý lịch tư pháp của mình mà có bản án á, thì người ta sẽ xem xét, nhất là xem xét cấp visa đi một số quốc gia ha cả nhà, và thi quốc tịch ở một số quốc gia. Khi mà mình có án như vậy thì cái lý lịch tư pháp của mình nó đã có một cái chấm đen. Xuân Mỹ nói như vậy thì mọi người hiểu nôm na là xấu trong cái lý lịch tư pháp của mình nha. Không biết là mình phạm tội gì, tội đó tội nhẹ tội nặng gì, án tù treo hay án tù giam gì cũng vậy, nhưng mà khi mà mình đã bị tòa tuyên án là mình có bản án và mình sẽ bị ghi vào lý lịch tư pháp, là coi như một chấm đen ha, chấm đen trong cuộc đời mình, trong dù là mình có như thế nào thì mình đi đâu thì những cái quốc gia mà người ta tiên tiến á, người ta sẽ để ý những cái chấm đen đó. Nó chứ không phải đơn giản là bị kêu án rồi thụ án rồi xong rồi ra, sau đó ra thì thôi đâu ha cả nhà. Một cái tin trên VTC News, ồn ào giữa gia đình nghệ sĩ Vũ Linh, sau khi bị Hồng Phượng gọi tên thì Vũ Linh và Hồng Loan nói gì. Sau cái buổi họp báo của Hồng Phượng, Hồng Phượng cũng có mời một luật sư tổ chức họp báo đưa ra bản sao kê và nói những, sau một thời gian im ắng thì cô ấy cũng nói một số lý do liên quan đến gia đình của mình, liên quan đến đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh, và giải bày những cái lùm xùm. Rồi cô ấy cũng tâm sự lùm xùm này gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sự nghiệp của cô. Kể lể hả cả nhà, cũng do mình thôi, tất cả thật sự mà Xuân Mỹ nói thì tất cả cũng do mình thôi. Đáng chú ý thì hai nhân vật Hồng Loan và Vũ Linh cũng được Hồng Phượng nhắc đến. Khi chia sẻ của Hồng Phượng được đăng tải thì Hồng Loan và nghệ sĩ Vũ Linh đã có động thái đáng chú ý. Vũ Linh chỉ ngắn gọn chia sẻ một chữ nhạt trên trang cá nhân của mình, còn Hồng Loan thì chỉ viết sao kê rõ la ràng là được, những chuyện khác thì không cần thiết. Cũng là con nuôi nhưng bình tinh thì có những dòng chia sẻ đầy tâm trạng. Cô viết ba lúc nào cũng đẹp, mãi mãi lúc nào cũng đẹp trong lòng quý khán giả ân nhân, và chỉ ba thôi, không vì bất cứ lý do nào mà có thể xấu được. Trước đó thì trong buổi gặp truyền thông, Hồng Phượng cung cấp toàn bộ sao kê tiền phúng điếu thu chi trong đám ma của cố nghệ sĩ Vũ Linh vào đầu tháng 3. Tuy nhiên cô xin phép giấu tên cụ thể từng người, chỉ tổng số tiền phúng điếu là 600 triệu. Các khoản chi sau đám mà chi xây mộ, Hồng Phượng có báo với Hồng Loan thông qua tin nhắn cũng như các buổi gặp gỡ. Tôi vẫn nhớ có lần mẹ tôi đưa cho Hồng Loan xem cuốn sổ thu chi, tuy nhiên lúc đó chính Hồng Loan là người có xem và nói rằng không thể có hiểu biết gì hết, không có hiểu gì hết. Tôi nghĩ do không hiểu nên Loan mới nói là không biết. Cô khẳng định có vấn đề. Về vấn đề hợp đồng truyền thông thì Hồng Phượng cho biết đã bàn bạc với Bình Tinh, con nuôi của cố nghệ sĩ, là và chị Nga, người chăm sóc của nghệ sĩ. Cô không thông qua Hồng Loan vì nghĩ rằng Hồng Loan không am hiểu về nghệ thuật. Không am hiểu về nghệ thuật, nhưng mà cái này là lý giải gì cũng không đúng nha cả nhà, bởi vì là đâu liên quan gì tới biểu diễn đâu mà nghệ thuật. Còn cái này là mời một cái công ty live stream, ký kết hợp đồng live stream cái đám tang rồi nhận tiền YouTube từ đám tang. Cái đó là nó là về mặt kinh doanh, thật sự mà nói về mặt kinh doanh truyền thông rồi, cho nên mình nói vậy cũng không ấy ha cả nhà. Cũng nên nói, tức là
cũng chưa có bàn bạc. Và cũng cái cô này, có cô Hồng Phượng này cũng đã lên truyền thông nói với báo chí là Hồng Loan là con nuôi mà. Trong lúc tan gia bối rối, Hồng Phượng và mọi người tập trung lo liệu, cô không nghĩ vấn đề này sau đó được. Hồng Loan bức xúc. Nói chung là ai cũng nói phần phải về về mình đúng không cả nhà? Bên tấm lạng người nửa cân thôi. Chuyện lùm xùm của gia đình mà đem ra truyền thông rồi một số YouTuber người ta không hiểu, người ta đem ra người ta bàn tán và người ta chửi rủa. Người ta chửi rủa cuối cùng là người thân của mình là người nhận lấy những cái thiệt thòi thôi đúng không? Hai bên bên nào cũng cũng không phải dạng vừa, Xuân Mỹ thì đứng ở ngoài mà cảm nhận mà nhìn nhận như vậy, thấy là lẽ ra thì kiềm chế, mỗi bên kiềm chế chút xíu thì bây giờ là bên bên này đi kiện thì tòa án đã thụ lý kiện, dù 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 gì thì tòa án đã thụ lý là bên mẹ của Hồng Phượng đi kiện và tòa án đã thụ lý thì coi như là chúng ta chờ kết quả của tòa án ha. Nhưng mà Xuân Mỹ không bênh vực ai hết, mà Xuân Mỹ nghĩ đây là vấn đề gia đình nhưng đã đem ra phơi bày mà mạng xã hội, thì Xuân Mỹ đã từng nói với mọi người là mạng xã hội là con dao hai lưỡi ha, mạng xã hội là con dao hai lưỡi, cho nên là đem ra mạng xã hội thì nó sẽ có rất là nhiều luồng dư luận, mà dư luận tốt thì ít, dư luận xấu thì rất là nhiều, vô tình chúng ta làm tổn thương luôn cái thanh danh của cái người quá cố đi nữa. Thật sự mà nói, Xuân Mỹ theo dõi cái câu chuyện này quá nhiều ồn ào. Và khi mà Xuân Mỹ nói với mọi người ha, khi mà tòa thụ lý rồi đó thì những cái tài sản mà Hồng Loan đã sang tên sẽ đóng tạm thời, đóng băng tài sản lại hết, những cái gì liên quan đến nghệ sĩ Vũ Linh sẽ đóng băng. Hồng Phượng hay là em gái của nghệ sĩ Vũ Linh hay là Hồng Loan gì cũng không ai được đá động gì tới tài sản đó, cho đến ra khi ra bản án cuối cùng có quyết định thi hành án thì mới là mở cái tài sản đó ra được, chứ bây giờ bắt đầu từ bây giờ là tài sản đó đó đóng băng khi mà tòa án thụ lý đó, tòa án phú nhuận đó thụ lý đó cả nhà, nó bất cập dữ lắm và nó sẽ có thể dây dưa kéo dài nữa, không có lường trước được đó, không có lường trước được. Cũng thật sự mà nói, Xuân Mỹ, quan điểm của Xuân Mỹ là cũng chỉ vì một chữ tham trong lòng mỗi người thôi mà không có kìm nén được những cái tôi riêng và cũng không có dựa trên tinh thần là gia đình người thân gì để giải quyết hết, mà đã đem ra pháp luật thì nó rất là phức tạp. Và người ta trọng tòa án thì ta xử thì ta sẽ trọng chứng à, người ta sẽ trọng chứng à, những cái chứng cứ người ta sẽ trên mặt giấy tờ luật pháp thì người ta sẽ những cái chứng cứ mà có giá trị pháp lý để người ta xét xử, chứ nói miệng thì cũng khó lắm. Ừ. Rồi video của Xuân Mỹ đến đây là kết thúc ha. Xuân Mỹ đưa ra những vấn đề xã hội như vậy để tất cả chúng ta đều thấy cái gì nó cũng giá trị pháp lý là giấy tờ thì hơn à, cái gì cũng giấy trắng mực đen rõ ràng. À, ông bà cha mẹ muốn để lại cho ai thì làm di chúc rõ ràng, dù không biết như thế nào thì còn không có di chúc thì căn theo luật pháp mà xử thôi, mà xử lý thôi. Trong xã hội thì không thể nào biết trước được cái gì ngày mai nó sẽ xảy ra, cho nên cái gì mà chúng ta làm được hôm nay thì chúng ta nên chủ động làm hôm nay, và chúng ta hãy luôn luôn có những cái phương án dự phòng đề phòng. Tất cả trong cuộc sống chúng ta không có biết trước được, rủi ro thì xung quanh chúng ta rất là nhiều, lúc nào cũng sẽ có những cái rủi ro. Rồi Xuân Mỹ xin kết thúc video đây và Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ, và nhớ vào kênh Hồ Văn Cường Official để nghe nhạc và tăng view cho cậu ấy ha. Rồi nhớ bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Like thì không mất tiền, chỉ tăng tương tác giữa Xuân Mỹ và khán giả thôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau ạ. Xin chào ạ.